chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app. Tại tiệm McDonald's có tham gia. Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Đô Sài Gòn TV trên băng tầng 56.10, 16.11 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, ngày 4 tây tháng 3 năm 2023. một lần nữa thì Như Hiền và Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Hiền. Công nhận hôm nay rất là đẹp. Cảm ơn Lê đẹp Thái, quá. chào Lê Thái rất, rất là nhiều Lê Thái có một cái lời khen hôm nay làm rất là vui và rất là mát dạ Không Lê phải là thỏa mai quen. nhưng mà thật sự là đẹp thiệt Nếu em khen nữa thì nhiều khi khán giả nói là hai chị khen <laughs> nhau hoài Mà thật sự cái áo này ngày hôm nay màu hồng nêu rất là đẹp Cảm ơn. Cảm ơn Lê Thái Hợp với dáng chị lắm luôn á <laughs> Chỗ Lê Thái khéo quá thưa quý vị Cảm ơn Lê Thái và Nhi Huyền Kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay Wow, ngày hôm nay là đầu tháng 3 rồi Và âm thưa quý vị, tới ngày 4 tháng 3 rồi Tức là đầu tháng 3, tháng 2 đã qua đây rồi Và sắp tới mùa xuân, tháng 3 khi mình nghĩ tới mùa xuân Nhưng mà ở Cali vẫn còn lạnh và tuyết rất là nhiều Mà theo như nghĩ tại bên Canada, Illinois Thì bên đó cũng tuần vừa rồi là bão tuyết rất là nhiều dạ không? quý vị Và hy vọng quý vị bên đó giữ ấm và giữ gìn sức khỏe cho để mà đón mùa hè và mùa xuân sắp tới. Dạ vâng, mùa xuân và mùa hè sắp tới. Mùa xuân và mùa mình, mình đảo hè. Đảo lại đi cho đúng, đúng, đúng xuân hạ thu đông đúng không? Đúng. À, dạ vâng, Cái thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua thì à, em có nhớ không làm hình như là ngày thứ tư thì à, buổi trưa với lại buổi chiều thưa quý vị thì nó có một chút xíu mưa đá nó rớt xuống ở khu vực Orange County, em không biết là mấy khu vực khác như thế nào. Nhưng mà ở khu vực ở miền miền Nam Cali thì à, có thời tiết dạo này rất là thay đổi, gió nhiều trời rất là lạnh và riêng ở khu vực mà san Bernardino thì như quý vị cũng đã biết chưa bao giờ mà có cái tình trạng mà bão tuyết như thế này yeah. mà hiện nay thì san Bernardino là ở trên gần cái khu vực mà riverside á, uh -huh. thì lại bão tuyết vô cùng nhiều thưa quý vị đây là một cái hiện tượng vô cùng lạ mà à, thiết nghĩ rằng là khí hậu chúng ta không thể nào biết trước được không yeah. thể nào đoán trước được uh -huh. và quý vị cũng nên giữ gìn cơ thể chúng ta thật là ấm này nọ trong những cái mùa này để mà có thể có một cái sức khỏe thật tốt để đón một cái mùa xuân ở tại cali ha yeah. à, trong cái chương trình cà phê sáng cuối tuần thì nhiều và thái vẫn tiếp tục gần đến quý vị những thông tin vô cùng ý nghĩa và cần thiết à, ngày hôm nay thì rất là nhiều thông tin hay mà lê thắm gửi đến quý vị thông tin đầu tiên đó là thông tin về cái loại mũi sốt xuất sốt, sốt huyết thưa quý vị à, như quý vị cũng như là chị như huyền cũng biết là mũi là một trong những cái con côn trùng nó gây hại từ xưa giờ và em nghĩ rằng là chắc chẳng có ai mà thích con mũi đâu, không có một người nào thích con mũi cả. Tại vì mi nhắc đến con mũi là toàn là nó mang mầm bệnh rồi nó hại chúng ta mà thôi. À, vừa qua thì hàng chục triệu con mũi vằn đang được nuôi trong các hộp nhựa tại một cái cơ quan môi trường quốc gia, viết tắt là NEA ở Singapore để mà đối phó với bệnh xuất xuất huyết dù các biện pháp kiểm soát vật gây hại tương tự được sử dụng ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới hơn một thập kỷ vừa qua nhưng mà nhóm nghiên cứu này ở NEA vẫn nổi bật nhờ sử dụng được tự động hóa và cái trí tuệ nhân tạo AI thưa quý vị để mà sản xuất mũi uh, quy mô lớn và theo tạp chí Interesting Engineering hôm ngày 26 tháng 12 vừa qua đưa tin thì tất cả các con mũi ở NEA là mũi vằn hay còn tên khoa học là Aedes aegypti, đây là một cái loại mũi mà nó luôn lúc nào cũng truyền cái virus của bệnh sốt xuất huyết cho con người. Và mỗi năm có đến 4, 400 triệu người bị nhiễm sốt xuất huyết và khoảng là 40.000 ca tử vong uh, do bệnh sốt xuất huyết nặng. Và theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, là những con mũi mà nuôi nhốt ở NEA thưa quý vị nó không bị nhiễm bệnh và nó tiếp xúc với một cái vi khuẩn đặc biệt mang tên là Wolbachia và nó sẽ truyền cái vi khuẩn này sang những cái thế hệ tiếp theo giúp cho ngăn chặn lây nhiễm virus sốt xuất huyết à, như chúng ta cũng đã biết thì mũi vàng là một trong những cái cơ thể của con mũi đó. nó truyền cái virus của sốt xuất huyết sang người khi mà nó nhiễm à, cái à, vi khuẩn màu wobacteria này và khi mà có con, con mũi đực nó giao phối với con mũi cái không nhiễm wobacteria ở địa phương thì con mũi cái nó sẽ đẻ ra những cái quả trứng không nở và theo cái thời gian thì số lượng mũi này nó sẽ giảm xuống theo thời gian nhóm nghiên cứu ở NEA này cũng đã thả mũi được mang cái vi khuẩn ký sinh là Wolbachia từ năm 2016 cho đến năm 2019 vừa qua họ thả tới 2 triệu con mỗi tuần và nhờ tự động hóa con số này đã tăng lên đến năm triệu con một tuần vào năm 2022 ở các khu vực mà cái cơ sở này người ta can thiệp phương pháp này nó khiến cho số lượng mũi vằn trong tự nhiên nó giảm mạnh kéo theo những cái cái bệnh mà sốt xuất số huyết nó cũng giảm theo Tuy nhiên thì vì một số lý do nào đó thì chúng ta không biết những con mũi con có thể sinh sản khi cả mũi bố và mũi mẹ đều nhiễm cái Wolbachia. Và để tránh điều này thì các nhà nghiên cứu từ cái phòng thí nghiệm này người ta sử dụng một cái hệ thống vi tính dựa trên cái um, gọi là cái công nghệ AI gọi là máy phân loại giới tính cung quăng để mà cách ly những cái con mũi cái khỏi mũi đực trước khi mà con đực nó nhiễm vi khuẩn và được thả ra. Và hiện nay thì cái cơ sở này nó sản xuất lượng mũi khổng lồ nhờ tự động hóa và như chúng ta cũng đã biết thì singapore không phải là một cái đất nước mà duy nhất tìm cách đối phó với cái việc mà lây nhiễm uh, bằng uh, cách là thả hàng triệu con mũi vàng trong những năm qua hoa kỳ chúng ta cũng đang thực hiện những cái công tác đó và cái công ty công nghệ sinh học OCT cũng đăng lên kế hoạch thả hàng trăm triệu con mũi biến đổi chien ở Florida Hoa Kỳ chúng ta để thử nghiệm cho phương pháp kiểm soát những cái vật gây hại mới này từ những cái loài mũi vằn nó có thể gây hại cho sức khỏe của con người bằng cách là nó truyền những cái căn bệnh giống như là sốt xuất số huyết Zika những cái căn bệnh mà nó rất là gọi là có hại đến hiện nay thì sốt xuất số huyết vẫn chưa có cái vaccine để ngừa và vẫn chữa theo một cái phương pháp gọi là uh, gọi là cung cấp những cái loại thuốc để mà ngăn ngừa sốt và ngăn, chống đông máu thôi. Thành ra chúng ta cũng nên cẩn thận và cần những cái bước tiến khoa học này để mà giúp cho uh, con người chúng ta sống một cách an toàn hơn trước những cái loại mũi này. Cảm ơn Thái và quý vị cũng nhớ cẩn thận về mũi ở bên Mỹ mình thì ít hơn nhưng mà ở bên châu Á ở nước như là Việt Nam đồ mũi cán tối đi ngủ là còn phải bảo mồm và thưa quý vị không thôi mũi cán nên cẩn thận. Và thưa quý vị, nhắc tới Disneyland là một trong những nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, trên trái đất của chúng ta. Thì khi là mình còn con nít hoặc là kể cả người lớn nữa cũng mê đi đến đó. Nhưng mà như, Nhi Huyền với Lê Thái đi đến đó thì để nói mà đi mỗi ngày tới đó thì cũng hơi bị chán phải không Lê Thái? Lâu lâu đi một lần thì cũng rất là vui và nhất là những đứa trẻ em, trẻ em như là con nít của chúng ta, con chúng ta cũng đến nhưng mà khi nó lớn rồi thì nó cũng không có còn attract được. Ti con nít thích những trò chơi khác nhưng cái người đàn ông này ở trên màn hình quý vị thấy tên của ông ta đó là Chadress đang ride cái um, cái ride này với là một trong những uh, girlfriend của ông ta thì đã, đã lập kỷ lục Guinness thế giới là ghé thăm công viên Disneyland ở Anaheim 2995 lần liên tiếp, tức là ông ta đi mỗi ngày, tức là 8 năm 3 tháng 13 ngày. Đây là ông ta giữ được cái kỷ lục đầu tiên. Đầu tiên là ông ta chỉ đi chơi thôi. Ông ta bị lay off vào năm 2012 thì ông ta có cái pass horror có nghĩa là có cái vé mà hàng năm đi vô trong Disneyland. Thì từ đó ông ta cho 50 năm thì ông ta cứ tiếp tục đi mỗi ngày như vậy Đầu tiên là ông ta chỉ đi mỗi ngày trong vòng 1 năm mà thôi Nhưng mà sau đó vì mê quá ngày nào cũng đi cho tới 8 năm 3 tháng 13 ngày thưa quý vị những người hâm mộ cuồng à, cuồng nhiệt của Disneyland đã đến thăm công viên giải trí Anaheim hàng ngày tức là ông người đàn ông này thì ông ta đã đi tới đó và đây là cái tấm hình ông ta chụp ở trước castle của Disneyland và ông ta đi mỗi ngày như vậy rất là nhiều và ông ta cũng rất là lớn, cái người lớn tuổi rồi mà còn mê nữa. Có những người mà người Mỹ họ lớn lên từ đây, họ rất mê Disneyland thưa quý vị. Và khi mà ông ta đi bây giờ ông ta trở thành là celebrity của Disneyland thì mỗi lần đi vô như vậy là ông ta được ăn free dinner và được một cái gift basket trong đó có đủ loại hết. Ông ta không có kể ra chi tiết là gì rồi sau đó có những lúc được đi free pass đi vô trong những cái trò chơi nữa thì bởi vì ông ta đi quá nhiều mà trở thành nổi tiếng những cái người nổi tiếng ở Disneyland và báo chí Association Press CNN tới để phỏng vấn của anh ta tại vì chưa có ai mà đi vô Disneyland mỗi ngày mà nhiều như vậy như người đàn ông này như quý vị cũng thấy ở trên màn hình đây là một người đàn ông ở đó ông ta không có tiết lộ tuổi của ông ta ra nhưng mà ông ta đi vô đó rất là nhiều lần rồi và hiện tại đây là những cái bức hình ông ta chụp ở trước Disneyland cho tất cả quý vị xem và tất cả hàng tờ báo lên đến để phỏng vấn cái lý do tại sao mà ông ta đi như vậy thì ông ta nói rằng là ông ta 2012 bị lay off chót tính đi chơi thôi nhưng mà cuối cùng đi vô đó mê quá ngày nào cũng đi hết, mà đi không biết chán như gì cho tới bây giờ luôn và anh ta cũng sẽ tiếp tục đi nữa <laughs> nếu như mà chúng ta mua một cái vé đi Disneyland thôi quý vị à, em nghĩ rằng à, đối với những cái đứa trẻ nhỏ giống như con nhà em á khoảng năm sáu ừ. tuổi thì nó chưa cái cảm nhận được cái độ vui của và chúng ta sử dụng một cái vé như vậy thì nó quá phí quá ổn yeah. khi mà bé được lớn lên khoảng em nghĩ là từ 10 tuổi trở lên thì có thể mà sử dụng được những cái trò những cái trò chơi ở trong đó thì nó sẽ vui hơn ừ. hoặc là những cái tuổi giống như là teenager hoặc là ở cái lứa tuổi mà chị em mình đó thì chúng ta vô chơi những cái trò chơi như vậy đó, thì nó sẽ gọi là không ổn phí cái vé cái vé Disneyland bây giờ lên đến hai trăm mấy một vé rồi đâu có quá rẻ mắc đâu luôn. kể cả quá cái pass cái cái holding pass, tức là là cái vé hàng năm đây cái vé ha, hàng năm, càng quá mắc hơn nữa. Nó mua một cái vé năm chưa chắc chúng ta đã xài hết một năm chúng ta đi được mấy lần nhưng mà cái ông này thì bảo đảm với chị đẹp. luôn là bảo đảm đi coi như là uh, Disneyland lỗ luôn chứ không nào đâu bằng cách là cung cấp quá nhiều tiền cho Disneyland thật ra là người ta cho lại những cái uh, những cái uh, gọi là những cái promotion rất là tốt ha free bus rồi tầm lum đồ, đồ ăn thức uống này nữa rất là vui thưa quý vị à, kết thúc quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần như hiện và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo một số thông tin thư bài bảo trợ cho đây Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ và Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1800 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, quý vị nào có bao giờ mà đi mua đồ Hàng, đồ ăn hàng ngày, đi shopping hàng ngày, grocery hàng ngày, đi mua nhưng mà được những cái công ty nó trả tiền lại để đi mua, mình đi mua nhưng mà về nó trả tiền lại cho mình. Mình ăn uống, mình đi vô trong nhà restaurant này mình đi vô như là những cái công ty những cái grocery như Amazon hoặc là những cái công ty mà những cái market hàng ngày mình mua đồ ăn hàng ngày cho mình nhưng được người ta trả tiền lại. Thì đây là hôm nay như đưa cho quý vị đến trong một những thông tin nó rất, rất là thú vị đó là secret shopping có nghĩa là mua sắm bí mật thì mua sắm bí mật có nghĩa là gì là đây là một trong những cái công ty mà họ muốn đi khảo sát thị trường ở trên thế giới ở trên những cái công ty những cái nhà hàng những cái món ăn nó như thế nào thì họ thuê những cái người tiêu dùng đi tới đó mua hàng mua đồ về họ trả tiền lại và cái cách thức của nó như là thế này gọi điện trước khi cửa hàng để xem nhân viên trả lời điện thoại như thế nào hỏi một nhân viên câu hỏi cụ thể để kiểm tra cái mức độ dịch vụ khách hàng của họ rồi ghi chú về diện mạo vật lý hàng hóa mà khi đi vô trong đó trách nhiệm của người mua hàng bí ẩn là thu thập dữ liệu của một doanh nghiệp cụ thể trong quá trình trải nghiệm mua sắm của họ như thế nào rồi về report lại viết lại cho những cái công ty marketing đó thì trên màn hình quý vị thấy đó là một người tỷ phú tên là Bowen Ông ta nói rằng khi mà ông ta ăn uống hàng ngày Ông ta chỉ chi phí có 25 đô la mỗi ngày mà thôi Mặc dù anh ta là tỷ phú bây giờ rồi Nhưng mà đi mua sắm hàng ngày chi phí ăn uống hàng cái những cái vật dụng ngày thường chỉ có 25 đô la coi như mỗi tuần mà thôi là do anh ta đi vẫn đi làm cái secret shopping là bí mật như vậy cho những cái công ty rồi những cái công ty đó trả tiền lại nhưng mà ông ta nói rằng anh ta nói rằng không phải là anh ta giàu tỷ phú nhờ những cái 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 secret shopping đâu nhưng mà anh ta giàu là nhờ buôn bán nhà cửa hàng hóa mà mọi thứ ở trong nông nghiệp ở trong công ty của anh ta nhưng bên cạnh đó anh ta vẫn làm cái việc Sika Shopping Tự vì là khi ông ta, khi anh ta không có tiền Cái câu chuyện xảy ra là khi anh ta không có tiền Hồi xưa rồi đi mua hàng, đi chợ, không có tiền Thì anh ta gặp một cái công ty đó Thì cái công ty đó nói anh ta bây giờ đi vô trong đó Mua hàng, hỏi hàng cho người ta rồi về đó trả tiền lại Từ đó anh ta trở, trở thành một cái công việc hàng ngày của anh ta Mà nó rất là thú vị tại, trước sau thì hàng ngày quý vị cũng phải đi vô chợ mua áo mua quần mua đồ nhưng mà quý vị mua đó chỉ hỏi vài câu hỏi rồi về report lại nhưng mà anh ta cũng warning rằng là khi đi mua hàng như vậy khi mà những cái công ty đó có những công ty scam nếu mà họ nói rằng là uh, quý vị trả tiền cho họ rồi mới đi làm thì đừng có làm điều đó thì những cái công ty này quý vị phải đi lên trong đó có những có tên nào hoặc tên là những công ty Batman quay cái review của nó kỹ càng rồi mới đi làm cho những cái công ty này thì Như đó không? là một cái, cái 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 hình thức đi mua sắm Mà được người ta trả tiền lại Cũng rất là mới không quý vị Hay ha Thêm uh -huh. một cái hình thức kinh doanh nữa Mà em nghĩ rằng nó, nó rất là hợp với những cái giới trẻ hiện nay yeah. Khi mà chúng ta có khả năng mà chúng ta lái xe Rồi chúng ta uh, đi đến những cái nơi đó Rồi chúng ta còn review lại Để mà chúng ta được lấy thêm cái điểm Để mà lấy thêm cái tiền nữa Thì uh -huh. em nghĩ rằng đây là một cái hình thức kinh doanh rất là tốt Để mà cho giới trẻ người ta có thể học hỏi Đúng không chị Như Huyền Các uh -huh. à, thưa quý vị Vừa qua thì một cái trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nó đã gây nên một cái gọi là cái khủng hoảng à, khủng khiếp và nó gây nên cái chấn động cả thế giới thưa quý vị, một cái đất nước Thổ Nhĩ Kỳ à, và Syria tổng cộng là hơn 50.000 người bị bị chết, bị thiệt mạng trong cái trận động đất đó, cộng với rất là nhiều người đang còn nằm trong cái đống đổ nát. À, liệu rằng là trong cái tương lai những cái trận động đất như thế nó còn sẽ còn xảy ra hay không? Thì cái câu hỏi đó thì chắc chắn rằng Lê Thái bỏ ngỏ bởi vì uh, chúng ta không biết trước được cái tương lai nó sẽ như thế nào. Nhưng hiện nay thì gọi là cái bề mặt cái vỏ trái đất thì như quý vị cũng đã biết lúc nào nó cũng biến động bất thường hết. Thành ra là bất kỳ những cái nơi nào, những cái khu vực nào nằm trong cái gọi là cái bản đồ động đất của trên thế giới đó thì đó là những cái nơi có nguy cơ động đất rất là cao. Riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ thưa quý vị thì con người của chúng ta nhận biết được động đất bằng cách là khi mà nó có những cái độ rung lên rung nhẹ lên bằng chúng ta đo bằng cái độ richter richter thưa quý vị thì khi mà nó có xảy ra những cái chấn động nhẹ đó bắt đầu trước những cái trận động đất đó thì chúng ta sẽ đo được những cái những cái dư chấn đó trước đó nhưng mà liệu thì con người chúng ta chỉ làm được đến đó thôi nhưng mà con động vật đố chỉ là động vật nó có thể nó biết trước được những cái cơn trận động đất hay là những cái trận sóng thần mỹ không? Những cái con vật nó biết được? Nó dạ vâng. có Vâng. Vâng, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin rất là thú vị mà Lê Thái cũng nghĩ rằng rất là nhiều quý vị cũng biết. Nhưng mà ngày hôm nay thì các nhà khoa học người ta lại khẳng định một lần nữa là có những cái video vừa qua đã xuất hiện ở trong cái trận động đất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Nó đã chứng minh rằng là các loài động vật nó có những cái hành động kỳ lạ trước những cái trận động đất kinh hoàng xảy ra ở cái đất nước này vào cái tuần, hai tuần trước. Cái đoạn phim này dường như cho thấy rằng là cái tiếng chó sổ và những cái tiếng chim bay bất thường dẫn đến thảm kịch đã giết hơn là 50.000 người và mọi người thường báo cáo cái hành vi bất thường từ động vật dẫn đến cái chấn động từ cái vỏ của trái đất hay chúng ta nói nôm na là những cái động vật này nó biết được cái khả năng mà xảy ra những cái trận động đất. Và đằng sau những cái giác quan thứ sáu này là những nhà khoa học người ta nghiên cứu người ta nói gì? Có những cái động vật phát hiện là động đất rất là sớm trong quá khứ à, khoảng 500.000 cái trận động đất được phát hiện mỗi năm thưa quý vị xảy ra trên thế giới và trong đó có khoảng là 100 trận động đất gây thiệt hại rất là nặng nề và các nhà địa chấn học người ta không có một cách nào để biết chính xác cái trận động đất tiếp theo sẽ xảy ra là khi nào và ở đâu. Vì vậy cái khả năng mà động vật trở thành một cái hệ thống cảnh báo sớm là rất là thú vị nếu như mà chúng ta tìm hiểu về cái bản tin này. Cái ý tưởng cho rằng là động vật nó có thể dự đoán được những cái chấn động mạnh của trái đất không phải là mới đây. À, trong năm 373 trước công nguyên, à, tác giả người La Mã tên là Alien đã viết một cái việc rằng là những con rắn, con chuột và những cái con côn trùng nó đã chạy trốn khỏi thành phố Hekli. Trước khi mà cái thành phố này bị phá hủy bởi một cái trận động đất vô cùng lớn. Và gần đây thì những cái con rắn ngủ đông đã rời bỏ thành phố Hải Thành của Trung Quốc trước trận động đất mạnh là 7.3 độ Richter vào năm 1975. Năm 2016 thì có hàng ngàn con chim đã bay đi trước khi một cái trận động đất xảy ra ở Oklahoma, Hoa Kỳ chúng ta. Và động vật nó vẫn có thể cảm nhận được những cái trọng trận động đất xảy ra sớm vài phút hoặc đến vài giây thưa quý vị. Và khoa học người ta cũng cho rằng là động vật có thể cảm nhận được những cái chấn động ban đầu sớm vài giây hoặc là vài phút và những cái chấn động đó nó có thể nó chia theo tất từng cấp độ một nhưng mà theo tất cả các nhà khoa học thì đặc biệt là những cái con chuột, côn trùng, chó, dế hay con voi và những cái con dê này nọ những cái con mà nó đang đi trên mặt đất là những cái con cảm nhận được và trên ảnh thưa quý vị thấy là đây là những cái con ếch hay con ảnh nương là những con này nó cũng biết được cái khả năng động đất xảy ra như thế nào và nó trồi lên hết trên mặt đất rất là thú vị. Wow, cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, trong cái cuộc sống của chúng ta, nhất là người châu Á của chúng ta, saving, tiết kiệm tiền rất là quan trọng. Đó là một trong những cái bản tính tốt của người châu Á và kể cả người Việt Nam của mình nữa. Thì đây là một câu chuyện ngày hôm nay như đưa đây đến cho quý vị, một cô gái bây giờ là 38 tuổi. Lúc cô ta 20 tuổi, cô ta saving là dành dầm được tiền 100.000 đô. Thì của 100.000 đô ta nghĩ thôi bây giờ mình dành dầm chừng đó được rồi mình phải tự thưởng cho mình. Thì cô ta đi ra mua một cái sách Chanel, đó là 2.000 à... 850 đô la nhưng mà cái sách Chanel á bây giờ cái giá cũng cái giá như vậy nó không có lên được bao nhiêu hết thưa quý vị thì cô ta nói đó là một cái điều sai lầm lớn nhất nếu mà cái năm đó năm 2010 cô ta đầu tư vô Amazon, cái cổ phiếu của Amazon 2850 thì theo CNBC cái trị giá của năm 2010 là 38.846 gần 40.000 đô la. Nếu mà cô ta đầu tư 2.850 đô la vô, tức là cái lợi nhuận cái tổng lợi nhuận là gấp 1.298%. Cô ta nói đó là một cái điều sai lầm lớn nhất của cô ta là không sử dụng tiền đó Mà ngay lúc đó cái chat channel dĩ nhiên là nó thêm tiền hơn Cô ta muốn mua hơn. Nhưng mà một cái điều tệ hại đi nữa cô ta nói rằng theo cái kinh nghiệm của cô ta đó là tôi dần dần hình thành một cái thói quen chi thói quen chi tiêu tồi tệ nghiêm trọng lúc đó còn mua thêm mua thêm mua những cái sách trà neo khác rồi spend hết tiền spend quá nhiều tiền tới bây giờ không còn nhiều nữa thì nó cứ đi xuống dốc trơn trượt như vậy của mỗi năm mà cô ta nhìn lại thì chỉ 2850 nếu mà cô ta đầu tư vô cái cổ phiếu của Amazon lúc đó là bây giờ gần 40 000 đô rồi. Mà cũng đúng thiệt thưa quý vị, Amazon lúc đó cái cổ phiếu mới ra nó rất là rẻ. Tới bây giờ cổ phiếu của Amazon là khuy gì lên tới cao rồi. Mà có những ai đầu tư rất nhiều và những cái người họ giàu lên là nhờ cổ phiếu. Nhưng mà nói chung nói lại đó là cũng tùy theo của hên mỗi xui người thôi. Hên với lại xui à. thôi. tùy yeah. theo cái biến động của thị trường như là em thấy là nhiều khi chúng ta đặt cược vào cái cổ phiếu đó, uh -huh. uh, chơi cổ phiếu cũng là một trong những hình thức là nó kinh doanh, nó rất là thông minh những người đồng đầu óc nhạy bén và lúc yes. nào chúng ta cũng phải cầm điện thoại và lên laptop lúc nào chúng ta phải lướt liên tục <laughs> yeah. để chúng ta xem cái chỉ số mà nó 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 lên xuống như thế nào để chúng ta có thể rút ra rút vào và đầu tư nhưng mà em nghĩ là tùy theo cái cái duyên của mỗi người thôi. Uh -huh. nhiều khi bây giờ cô xách cái vỏ channel đó cô cảm giác cô tự tin còn hơn là cô bỏ những cái số tiền đó lúc trước cô bỏ vào thì cô đấu tự tin nó cũng nghĩ là nó không có lên đúng, đúng không rồi? chị tùy theo của mỗi người thôi quý vị nhưng mà theo cái câu chuyện đây là đôi lúc mình cũng nên tiết kiệm trong cái cuộc tiết sống tiết kiệm đi chị đó chị cũng nên tiết kiệm đi <laughs> em thấy chị xài đồ ghê lắm luôn đó <laughs> Lê Thái nói vậy, còn em thì sao? Hai chị em giống nhau lắm thưa quý vị. Dạ vâng. <laughs> hai à... chị em ngồi la nhau vậy, Chứ cuối cùng hai đứa dắt nhau đi mua đồ. Dắt nhau đi shopping đúng không? theo yes. LV đúng không? À, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần hai cà phê sáng của Tô Nhiên và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vừa dân làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng Như Huyền và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết là sư tử là một trong những con vật người ta nói là chú tể Sơn Lâm có nghĩa là nguyên cả một cái uh, những cái con động vật hoang dã nào đó ở trong một cái khu rừng nào đó thì sư tử và cọp vẫn là những cái con vật nó đứng đầu đứng đầu những cái con đó có nghĩa là nó có thể nó ăn thịt nó có thể là nó rất là dữ đúng không uh -huh. và chị có nghĩ rằng là đối với một cái con sư tử thì uh, chúng ta có thể là chúng ta đấu lại nó không chúng ta có thể mà chiến đấu bằng tay không với nó này nọ được không khó lắm không <laughs> em hỏi chị cái câu mà tướng chị dạy với đi đấu với là, là là sư tử em nghe người ta nói nhiều khi người ta ví von phụ nữ giữ giống như con sư tử về đó sư mà, tử hà đông sư tử hà đông đó nhưng mà nó vui thôi thú vị chứ lê thái không có ý là ví von người phụ nữ nhưng mà đó là như quý vị cũng đã biết thì trong cuộc sống của chúng ta có những cái câu nói ví von của người việt thì đó là những cái câu nói vui à, nói ra thì quý vị cũng nghĩ là lê thái dùng những cái từ đó để nói về người phụ nữ không phải nhưng mà cái câu đó là câu vui mà lê thái muốn nhắc lại thì nhiều người ta nói là phụ nữ giữ như con sư tử hà đông mà thật sự là khi mà nó con người phụ nữ người ta giữ như con sư tử hoặc là thành một cái con mèo thật là dễ thương ấy thì do là do ông. cái người đàn ông thôi dạ. hoặc là do cái người đối diện chúng à ta hả? chúng ta làm cho người ta nổi giận chi đấy mà người ta nghe năng, răng nanh năng ra con mèo kia nó còn phải nổi giận mà hú hồn chứ con sư tử đúng không chị đúng, đúng không chị Hằng đúng không à, rồi giờ chị tự đánh giá chị là con sư tử hay là con mèo nào không cho chị thoát được phải không không cho chị thoát được lúc đó em còn khen chị hiền dễ thương hết mà đúng đúng không? giỡn thôi thưa thật sự là chị Hiền rất là hiền rất là dễ thương thưa quý vị à, ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một thông tin một người phụ nữ tôi quý vị À, rất là nhiều người người ta không ngờ rằng là cô là một thay thay vì là người ta là bị con sư tử nó cắn đúng không? Còn cô đi cắn lại con sư tử thưa quý vị. Wow. Một cái một cái thông tin vừa qua ở Mexico bất ngờ một cái cô thưa quý vị đã bất ngờ bị một cái con sư tử hai tuổi nó tấn công. Cô tên là Lydia Hernandez ở bang Aguala Lante đã liều mạng cắn vào gần cái con mắt của một cái con sư tử và chạy thoát vào cuối tháng vừa qua. Và vụ tấn công này xảy ra khi người phụ nữ 40 tuổi này đang đi giặt quần áo. Còn cái con sư tử cái này tên là Salome, nó trốn thoát khỏi lòng sau cái vụ trộm bất thành và đang lang thang ở trên phố, nó cắn chết hai cái con chó ở cái khu vực gần đó, một con mèo trước khi mà nó đến ngay trước cửa nhà cô Lidida này thưa quý vị. Và cô Lidia Hernandez này ở Agu đã kể lại vụ bị sư tử tấn công hồi cuối tháng 2 vừa qua trước truyền thông. Và cô nói rằng là khi cô vừa mở cửa định ra ngoài giặt quần áo thì thấy một cái bóng đen ập đến và chỉ nghĩ đó là một cái con người thôi cô không nghĩ là một cái con sư tử lớn nó nhào vào người cô như vậy, wow. tại vì nó sát ngay cửa nhà cô vậy và cô này chỉ biết là đó là con sư tử khi mà cô cảm nhận được cái tiếng gầm gừ của nó và bắt đầu nó cắn xé cô thì để mà tự vệ thì cô đã dùng hết sức cắn vào gần ngay mắt cái con vật này và cô ôm cổ nó, cô cắn thật mạnh vào cái mắt cái con sư tử này wow. và cái cú cắn mạnh này bất ngờ khiến cho con sư tử nó bị đau nó khựng lại và lúc đó thì cô lại trốn thoát được và chạy thẳng vào trong nhà và cô đóng cửa lại wow. thì sau một cái thời gian khi mà tất cả cảnh sát địa phương người ta đã vào cuộc người ta mới phát hiện ra đây là một cái con sư tử được nuôi nhốt của một cái người đàn ông ở Mexico luôn ừ. và vô tình thì nó sút ra khỏi chuồng thưa quý vị và trong quá trình mà chỉ có vài tiếng đồng hồ nó sút ra khỏi chuồng đó thôi ừ. mà nó đã cắn chết hai con chó và một con mèo và hiện nay wow. thì cái con này nó đã được bị tịch thu để mà đưa vào cái một cái trung tâm nuôi dưỡng của động vật hoang dã có thể là nó sẽ không được đưa ra ngoài tự nhiên bởi vì làm người chủ này đã nuôi cái con này từ nhỏ rồi, uh -huh. chứ không phải nuôi từ lớn. Nhưng mà cô nói rằng là khi mà một cái động vật hoang dã mà chúng ta nuôi cho dù chúng ta thuần chủng nó cách mấy hay nuôi từ nhỏ chúng ta cho ăn cơm, chúng ta cho ăn thịt thịt chính hay nó hơi chẳng hạn, nhưng mà nó, cái bản năng mà sinh tồn của nó, cái bản tính hung dữ của nó của động vật hoang dã à. thì nó vẫn trỗi lên bất cứ lúc nào và có thể gây nguy hiểm cho con người. Bằng chứng là cô là một trong những nạn nhân. Wow, mà cô gái này cũng rất là nhanh trí ha. Nhanh mấy cắn là con sư tử đó. luôn đó, ghê không? Wow. Không? Bây giờ chị Như Huyền rất là tự tin khi mà thí dụ mà mình lỡ mình đi mà mình gặp những con này đâu có sợ đâu. Cứ bám nó và cắn vô con mắt nó thôi. Đúng không Cứu mình được thôi. Lấy tháng phải đá qua nhây bằng đời tư quý vị. <laughs> Nhưng mà Như với mà... sư tử thôi nghe quý vị chứ không phải với người đâu. <laughs> Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, khi mà mình đi máy bay, mình đi cái hạng thương gia và hạng economy tức là hạng uh... phổ thông phổ thông thì hạng phổ thông đa số nhiều người đi hơn là hạng thương gia phạm thưa quý vị từ vì cái hạng thương gia cái vé nó mắc gấp 3 lần ở cái hạng phổ thông. Thì khi hạng thương gia thì có ghế nằm độ ngồi chân thì thì dạ dụ duỗi ra rất là khỏe. Thì gần đây một cái con một cái airplane, một cái máy bay, hãng máy bay thì họ muốn đáp ứng nhu cầu của những người hạng phổ thông. Đó là hãng máy bay Air New Zealand đã công bố là họ sẽ ra một cái ghế nằm hoặc là một cái giường nằm cho hạng phổ thông, dự kiến ra mắt vào năm 2024 khái niệm này được gọi là Skynet đã được nghiên cứu và phát triển trong 5 năm và có thể có 3 giường tầng xếp chồng lên nhau tổng cộng là 6 khoa ngủ đầy đủ và các giường được lắp đặt trên máy bộ in 787-9 Dreamliner và dành cho hạng phổ thông nhưng mà cái giá vé họ chưa công bố là như thế nào hết tuy nhiên cái giá vé những người mà mua cái giá vé có cái ghế nằm như vậy hoặc là có giường nằm như vậy thì họ phải trả. Thì theo uh, cái lịch trình cho biết rằng là, là họ nếu mà nằm 4 tiếng họ vô đó họ mua cái vé nằm trong cái phòng ngủ đó, nếu mà 4 tiếng thì phải trả uh, vé thêm tiền cũng nhưng mà không có mắc như là cái hạng thương gia đâu thưa quý vị. Cái chuyến bay kéo dài từ của cái hãng máy bay này là từ Air New Zealand sẽ tổ chức chuyến bay thẳng đầu tiên từ Auckland cho tới sân bay quốc tế John Kennedy ở New York chuyến bay kéo dài khoảng 17 giờ sẽ là những chuyến bay chở hành khách theo lịch trình thường xuyên dài nhất đã phát triển Skynet cho những người này họ sẽ thử nghiệm trong vòng năm sắp tới đây và khi Air New Zealand đã ban à, đã tuyên bố cái khái niệm vào năm 2020 thì hy vọng vào trong năm 2024 mình sẽ có cái ghế ngồi theo dạng phổ thông này nhưng mà chỉ có Air New Zealand mà thôi của hãng này em nghĩ rằng nếu như cái hãng này là một cái hãng mà tiên phong để mà làm những cái gọi là những cái cải cách về uh, cái chỗ mà cho những cái hạng phổ thông ở trên máy bay thì em nghĩ rằng là những cái hãng hàng không sau này người ta cũng sẽ uh, bắt chước như vậy để làm cái cạnh tranh để Đúng. mà có thể mà chúng ta thu hút khách và em nghĩ là đối với những cái uh, những cái người Việt Nam của chúng ta ở bên Hoa Kỳ nếu mà chúng ta quay về Việt Nam chúng ta đi một cái chuyến bay nó kéo dài từ 16 cho đến 21 tiếng đồng hồ. Oh my god. Oh my god, chưa tính cái thời gian mà quý vị phải quá cảnh trên trên transfer seat, train seat transfer yes. ở sân bay uh -huh. để mà chúng ta phải ngồi chúng ta nghĩ đến những cái hãng máy bay nhiều khi chúng ta cái đến cái mùa mà nó đông á thì đau chúng ta lần. phải ngồi phải đợi rất là đau lưng cộng yeah. với lại người già lớn tuổi hoặc là có con nít nữa. Uh -huh. Thì đây là một trong những cái gọi là cải cách của máy bay nó khiến cho chúng ta được thoải mái hơn khi mà chúng ta ngồi thưa quý vị, một cái thông tin tiếp theo Lê Thái đưa đến quý vị. À, hắc hắt xì hơi hay là chúng ta gọi là a thì chúng ta nghĩ rằng là nó nó bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị những cái hắt xì hơi mà chúng ta có cái mùi hoặc là cái dấu hiệu lạ đó thì đó là cái triệu chứng của những cái bệnh gì thưa quý vị. Mọi người thường nhận thấy rằng cái mùi chua hoặc là mùi hôi hoặc là mùi ngọt khi mà chúng ta hắt hơi ra và mỗi mùi nó có thể là cái dấu hiệu cảnh báo những cái bệnh lý nó khác nhau. Và hắt hơi là một cái hiện tượng nó không khí đột ngột nó bị đẩy ra ngoài và xảy ra do mà khi mà bị kích thích hoặc là bị kích ứng trong khoang mũi và những cái chất mà gây kích ứng này là những cái chất gây dị ứng như là phấn hoa hoặc là chúng ta bị ô nhiễm môi trường hoặc là vi trùng hoặc là bị virus và chúng cũng là cái nguồn gốc tạo ra những cái mùi khí mà khi mà chúng ta hắt hơi ra và sau khi hắt hơi thì nếu mà để ý thì có thể là chúng ta sẽ nhận thấy là những cái mùi nó còn sót lại có thể đó là những cái mùi ngọt mùi hôi cũng có thể đó là mùi chua gây ra khó chịu và cái mùi hắt hơi nó có thể giống với cái mùi hơi thở của chúng ta mùi hắt hơi nó không phải là một cái vấn đề sức khỏe đáng lo ngại nhưng mà khi mà cái tình trạng này xảy ra thường xuyên đó tăng cái độ nặng của mùi có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của à, con người chúng ta hiện nay À, như quý vị ngày hôm nay là Thái đưa đến quý vị là nếu mà chúng ta hắt hơi ra mà nghe cái mùi ngọt á, thì đó là một cái cho thấy là cái mức độ mà ceton nó tăng cao và điều này có thể xảy ra ở những người mà đang ăn kiêng theo cái chế độ gọi là ăn kiêng keto cái mùi này nó hắt hơi cũng có thể là dấu hiệu bị nhiễm là ceton do bệnh tiểu đường nó gây ra và hoặc là những cái bệnh là giống như là không đủ insulin trong cơ thể và dẫn đến sự tích tụ ceton ở trong máu à, chúng ta hắt hơi ra cái mùi chua đó là nó đi đôi với lại cái nước bọt hoặc là hơi thở của mùi hôi thì đây là dấu hiệu của các vấn đề liên quan đến bệnh răng miệng hoặc là nướu ở răng hoặc là những cái mảm bắn răng mảm bán ở cái mảng bám ở răng mà nó có mùi chua đặc trưng để lộ ra ngoài hoặc là bị bệnh nha chu hoặc là những cái bệnh liên quan đến răng miệng cái mùi hôi đó, thưa quý vị đó là khi mà chúng ta hắt hơi ra có mùi hôi có thể là dấu hiệu cảnh báo chúng ta đang bị nhiễm trùng xoang bị viêm xoang và theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC thì cái nhiễm trùng xoang nó xảy ra khi mà chất lỏng nó tích tụ trong xoang, tạo điều kiện cho các mầm bệnh nó phát triển ra ngoài và các triệu chứng này nó bao gồm là chảy nước mũi, hắt xì hơi có mùi và ảnh hưởng đến cái mùi khi mà chúng ta hắt hơi ra và đây là một trong những cái gọi là cái triệu chứng những cái loại mà chúng ta khi mà chúng ta hắt hơi ra để chúng ta nhận biết được là chúng ta đang nằm ở trong cái ngưỡng nào đang nằm trong cái vị trí nào mà khi chúng ta có bị bệnh hay không hoặc là chỉ là do cảm lạnh do môi trường mà hay thôi đó à, và đây là một cái thông tin Lê Thấm gửi đến với quý vị trong phần ba ngày hôm nay và quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đây chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái và đây là bản tin của phần cuối ngày hôm nay của Nhi. Thưa quý vị. Sắp tới mùa xuân và mùa hè mà thường thường mình đi chơi là bây giờ mình chuẩn bị đặt vé là nơi mình đi đâu thì cái vé lúc mình đặt mùa đông hoặc mình đặt xa hơn thì nó rẻ hơn. Phạm tư quý vị. Thì ngày hôm nay như sẽ đưa đến cho quý vị những nơi mà mình đã được liệt kê ra là một trong những nơi nên đi tham quan, Alice trong đời một lần rất là đẹp và được liệt kê ra trong 25 danh sách tất cả 50 tiểu bang thì Uh, một cái trang web tài chính cá nhân họ đã liệt kê ra những cái công ty nào ở những cái tiểu bang nào mình cần nên đi. Họ dựa vào những nơi giải trí cuộc sống về đêm để mà họ ghi điểm những cái nơi này thì cái number one cái đầu tiên đó là California tổng số điểm là 63.60 trong đó có vui ăn chơi, giải trí recreation là number one rồi đi về đêm đi chơi là ba tức là về nhà hàng này. rồi những ca hội, những cái kỳ nghỉ rồi, lễ hội rồi ca nhạc, hầu hết ở California. Cái thứ hai là Florida là gần những bờ biển và về đêm đã cái cái điểm của nó là nó số 8 và cái thứ ba là Nevada là đi về Las Vegas đó thưa quý vị. Thứ tư là New York. Cái tổng số điểm là 56.11 thì như quý vị cũng biết là New York rất là đẹp, đi về đó và về đêm nhưng mà đừng có đi về mùa đông bên New York mà quý vị đi về mùa đông thì tuyết khỏi nói luôn và lạnh như đã từng ở đó rồi đi vào mùa hè mùa hè mà đi tới cái tháng 7 cái tháng 8 thưa quý vị nó rất là nóng và humid ở bên đó nữa và thứ năm là Illinois là Chicago tổng số điểm là 55.33 ở bên đó cũng rất là đẹp và có những nhiều nơi thú vị về cuộc sống đi về đêm về club về những cái nhà hàng về dinner về những cái ca nhạc thì là nó được ranking vào năm à, đứng thứ tư và cái thứ sáu là Colorado Colorado là Tổng số điểm của nó là 51.38 và về ăn chơi giải trí là cái điểm của nó thứ sáu về đêm những cái nhà hàng như vậy thì số 10 thứ bảy là Washington Washington mà quý vị đi về mùa xuân rất là đẹp có những cái hoa đào ở bên đó như đã thấy rồi và bên Texas là 50.27 Texas mà đi về mùa hè thì quá nóng phẩm thư quý vị và thứ chín là Minnesota và cái tổng số điểm là 45.21 về ăn chơi giải trí là số 11 và thứ 10 cái cuối cùng đó là Louisiana tổng số điểm là 44.53 thì đây là một trong những tiểu bang quý vị nên đi thăm trong đời mình một lần khi mình ở nước Mỹ wow. California của chúng ta đứng hàng thứ mấy? Đầu tiên. Đứng vị trí đầu tiên. Đây là wow. chúng ta đang ở trong một cái tiểu bang mà ăn chơi nhất nước Mỹ thưa quý vị. <laughs> mình ăn chơi dữ quá. Mình gì? Có mình chị thôi chứ mình <laughs> lại kéo em vô. À, nó đúng ra thì uh, nơi nào chúng ta gọi là đất lành chim đậu. À, tại sao người ta vẫn vẫn rất là thích ở cali à, lê thái không nói riêng cái cộng đồng người việt của chúng ta tại vì người việt của chúng ta ở cali thì rất là nhiều ừ. nhưng mà em em nhận xét là những cái bạn của em những người mỹ hay những cái gọi là những cái chủng tộc khác thưa quý vị ở những cái tiểu bang khác người ta vẫn rất là muốn ở cali đó là cái niềm mơ ước của người ta một số người người ta rất là muốn sống ở cali ừ. cái thứ nhất là đây là một cái thủ phủ của đảng dân chủ rất mọi mọi cái nó đều tự do cái này chúng ta phải công nhận đúng không yes. ừ. khí hậu rất là ôn hòa có nghĩa là lạnh cũng có ấm ấm cũng có không bị hưu mịt, nó không bị rít nào. Yeah. rồi chúng ta muốn đi trượt tuyết cũng có, muốn đi tắm biển cũng có, muốn đi lướt ván cũng có, muốn lên rừng cũng có, xuống núi cũng có, muốn làm gì cũng có, ăn chơi cũng có. Los Angeles là những cái nơi mà rất là nhiều chỗ đó ăn chơi. cộng yeah. với là cái cộng đồng mà nhất là LGBTQ đó là một cái trọng cộng đồng mà gọi là uh, đồng tính mà nó, nó nó rất là thoải mái, open cho tất cả những cái người đủ đủ mọi chủng tộc, đủ mọi giới tính có thể là có những cái bộ vai vai uh, right, kiểu mà cái lễ hội của mà người đồng tính ấy, yes. là rất là nhiều người ở những cái tiểu bang khác người ta vào Cali để người ta tham gia thật ra California chúng ta là một trong những cái điểm đó em, em nghĩ là đúng là ăn chơi nó chứa chấp những con người ăn chơi giống như, như là Nhi Huyền và Lê Thái <laughs> bây, giờ <laughs> theo, bây giờ cũng gom Lê Thái rồi, rồi mình thôi, em tôi không có chị đâu nha mình thôi, nói thôi chung nhắc tới California là nhắc tới San Francisco Quá San đẹp. Francisco nè thưa quý vị, ừ. rồi Disneyland, rồi rất là nhiều cái chỗ mà chúng ta để chúng ta đi thưởng ngoạn, rồi cảnh cũng đẹp nữa. À, nói đến nó thì không phải là nước Mỹ không có những cái cảnh đẹp khác, tiểu bang khác đẹp cực kỳ so beautiful luôn đó. Yeah. Nhưng mà tại vì mỗi cái nơi, mỗi cái khí hậu, mỗi địa điểm khác nhau, thành ra chúng ta cũng nên thưởng thức lại 10 cái địa điểm địa danh này mà chị Như Huyền đưa đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. À, chị có thể nhắc. Lượt một lưa cái tên lại coi. California rồi đâu nữa. Cali California, California rồi Louisiana, Florida, Florida, rồi, Florida, Florida Colorado, Colorado, Washington, Illinois, Washington, Texas, Illinois. Minnesota, Louisiana. Quý vị đi nhớ đi đến những nơi đó. Wow, wow, Thái Thái bên Thái anh chơi dưỡng pháo, pháo rồi, California thì khỏi nói rồi. Uh, Florida cũng đi rồi. Đây là những cái địa điểm mà chúng ta nên dành thời gian trong đời mà chúng ta đi, thưa quý, quý vị. Quý vị ở quý vị nào <laughs> ở Canada thì nhớ tới thăm California. Dạ vâng, dạ vâng, rất là gần gần không? không? không. không có gần đâu. <laughs> đi Cũng từ New York hoặc là đi từ Seattle thưa quý vị. Yes. À, thưa quý vị, thực phẩm mà nó hết date á, thưa quý vị nó hết hạn sử dụng đó, à, theo chị thì có bao giờ mà trong cái cuộc sống của chị có một lần nào đó mà cái thực phẩm hết hạn rồi mà chị vẫn xài không có? lúc mình không đọc quá. vậy thôi ha. ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị có những cái thông tin rất là bổ ích mà chúng ta cần phải phải update thưa quý vị. Lê Thái giống như là Như Huyền đối với quý vị thì khi mà chúng ta đọc một cái nhãn hiệu nào đó của một cái hãng nào đó, khi mà chúng ta thấy hết cái đét rồi nó bào bỏ, bỏ thùng rác hoặc là chỉ còn vài ngày thôi là chúng ta đã bỏ. Nhưng ngày hôm nay thì có những cái thông tin rất là bổ ích mà Lê Thái muốn gửi đến quý vị là một cái số sản phẩm mà khi mà nó hết đét rồi chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Đúng rồi bằng cách là chúng ta phải sử dụng rất là nhiều cái gọi là cái gọi là cái giác giác quan ừ. hôm bữa là thái không nhớ cái cái rời giác là gì thì quý vị nói là cái xúc <laughs> giác, giác. khứ giác thính giác thị giác rồi xúc giác tất cả ừ. một cái để mà chúng ta có thể chúng ta đánh giá được cái sản phẩm đó có còn xài được hay không và một số người người ta sẽ quăng cái thực phẩm hết hạn vào thùng rác trong khi một số khác thì cũng cho rằng là có thể dựa vào những cái cảm quan của chúng ta để mà quyết định là có nên bỏ thực phẩm này đi hay không nếu như mà chúng ta thấy nó hết đát và chuyên gia dinh dưỡng tên là Hilary Wallentuck ở nước Anh đã chỉ ra rằng là cái nhãn ghi hàng sử dụng không phải là một cái nhãn an toàn hoặc là một cái nhãn chính xác thưa quý vị. Biểu thị chất lượng của sản phẩm như người tiêu dùng lầm tưởng bấy lâu nay về cái hạn của nó. Và về cơ bản thì nó có các định nghĩa về hàng sử dụng như sau. Cái đầu tiên mà chúng ta thấy đó, đó là cái chữ Best Buy. Đây là một cái chất lượng tốt nhất khi mà chúng ta sử dụng trước hoặc trong cái ngày ghi trên bao bì. Cái cái nhãn thứ hai đó là sell by, đây là một cái thực phẩm vẫn dùng được sau cái ngày ghi trên bao bì nhưng chất lượng không còn như những ngày trước đó có nghĩa là chất lượng nó không còn ngon bằng ngày trước đó thôi chứ ừ. nó vẫn sử dụng được. Cái tiếp theo đó là sell by date, có nghĩa là sản phẩm chỉ được bày bán trên kệ đến ngày bao nhiêu đó thôi. Và cái tiếp theo đó là use by date, có nghĩa là sử dụng trước ngày in trên bao bì để mà có thể làm đó um, nó nó để quá ngày nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta và cái cuối cùng là expiration date đây là một cái sản phẩm sẽ hết hạn vào cái ngày in trên cái bao bì thực phẩm mà chúng ta thấy và nếu như mà quá ngày thì nó sẽ không còn công dụng hoặc là dinh dưỡng nữa và theo bà Wallenstock về cơ bản thì cái hàng sử dụng để mà thể hiện cái ước tính của nhà sản xuất về cái thời điểm mà hương vị và cái kết cấu thực phẩm nó bắt đầu bị xuống cấp Tuy nhiên thì tùy theo những cái loại thực phẩm hoặc là những cái loại nước hoặc là trái cây hoặc là thực phẩm mà chúng ta có thể cân nhắc để mà chúng ta có thể bỏ hay không. Ví dụ như là một những cái món đồ khô như là bánh quy hoặc là khoai tây giòn được bảo quản đúng cách thì dù quá hạn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được nha quý vị. Còn tuy nhiên thì với các đồ như là tươi sống như thịt, cá, sữa thì cần phải ăn chúng khi chúng còn chất lượng cao nhất. Do đó thì phải tuân thủ theo cái hạn sử dụng mà nó đã ghi trên cái bao bì hoặc là lên ghi trên cái vỏ của nó. Và làm thế nào mà người tiêu dùng chúng ta có thể biết được là thực phẩm nó đã hư hỏng? Thì ngoài việc mà xem cái nhãn mát sử dụng của nó đó thì chúng ta có thể làm sử dụng năm giác quan đó là nhìn, sờ, ngửi, nếm hoặc là nghe để mà kiểm tra xem thực phẩm đó có còn hỏng, nó có còn hỏng hay không, có hỏng hay không hoặc là còn sử dụng được hay không. Ví dụ như là chúng ta kiểm tra thực phẩm có nắm mốc hay không và kết cấu của nó có khác với lại cái hương vị mà chúng ta mong đợi hay không và nếu thực phẩm không có dấu hiệu bị hư hỏng thì có khả năng là chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì đáng lo ngại nếu như chúng ta ăn chúng và cần phải lưu ý kiểm tra xem là nó có bị hỏng hay bị biến chất hay không bởi vì khi mà chúng ta ăn những cái thực phẩm hư hại bị nắm bóc có thể khiến cho chúng ta gặp cái nguy cơ bị ngộ độc hoặc là tăng Đúng cái rồi. nguy cơ bị ung thư đó ừ. là nắm bóc cũng nguy hiểm lắm thưa quý vị và ngày hôm nay thì đây là những cái thông tin mà vô cùng cần thiết tại vì có đôi lúc có những cái loại thực phẩm mà gọi là đồ khô này nọ đó chúng ta có thể để để lâu dài ừ. hoặc là nó hết hạn sử dụng mà chúng ta để trong ngăn đá chúng ta giữ trong tủ lạnh ừ. chúng ta vẫn có thể sử dụng được qua ngày đó yeah. thí dụ như cá khô thịt khô này nọ thì chúng ta bỏ trong tủ lạnh chúng ta thí dụ ngày ngày mai hết hạn đi mà chúng ta có thể sử dụng khoảng chừng 3 tháng sau nữa vẫn vẫn được cứ không vấn đề cả wow. thành ra đôi lúc thì cũng không nên hoang phí cái thực phẩm quá tại vì khi mà chúng ta bỏ cái đó là bỏ tiền rất là nhiều ừ. em bị bỏ nhiều lắm vợ em là thường thu mấy cái thuốc giống như quan d nhiều khi mình uống không hết mình quên yeah. uống mỗi lần bỏ hai ba hũ hai ba hũ cho em tiếc gì đâu luôn wow. mà thật sự là nó bị biến chất tại vì khi mình mở cái hũ anh đê ra mình thấy là cái màu của cái viên thuốc á yeah. nó bị biến rồi nó không có còn màu tươi nữa nó màu đổ đổi nó sẫm nó phải bỏ thôi uống ừ. dù chết chứ nó không có khỏe <laughs> đúng, <thế. cười> đúng không uống dù chết là thành ra là đây là một cái thông tin mà lại thái thấy là hữu ích trong chương trình cà phê sáng ngày hôm nay yeah. à kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng ngày thứ bảy một lần nữa thì nhiều hiểu và lại thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ như huyền và lê thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai